Cả nhà có ai không biết về tạp chí đình đám Playboy không? Chắc là không nhỉ? Chỉ cần nhắc đến Playboy, Hà sẽ nghĩ ngay đến những quái vật ba đầu xinh đẹp thiếu vải và ông già Hugh Hefner. Thế nên khi cô thỏ Playboy Hoàn Lương đi gõ đầu trẻ tại một khu trường học, thì sẽ ra sao? Đây là cách chị cưa đổ các chàng trai. Các em cứ vô tư đi. Mình đẹp mình có quyền. Thầy cô dạy các em học, chị sẽ dạy các em cưa trai. Vừa nói nàng vừa thả rông đi long nhong trong khu nội trú nữ Zeta. Bộ phim Nữ Tặc Nhà Giàu nói về Sally, cô gái tóc vàng mồ côi xinh đẹp. Sally lọt vào mắt xanh của ông chủ tạp chí nổi tiếng. Từ đó, cô dọn vào sống tại dinh thự của ông. Được lên bìa tạp chí này là một vinh dự to lớn của các nàng thỏ. Không ngoại lệ, cô thỏ tóc vàng cũng khát khao điều đó. Ông chủ đã hứa cho nàng toại nguyện sau tiệc sinh nhật lần thứ 27. Sau đêm sinh nhật hoành tráng, sáng hôm sau, thay vì nhận món quà như lời ông hứa, nàng lại nhận được một bức thư yêu cầu cô rời khỏi đây ngay lập tức. Hay ra, 27 tuổi. Nát lắm rồi. Người giúp việc của Hefner mỉa mai trong khi giao nàng bức thư. Đau lòng, nàng đi tìm Hefner nhưng ông ấy đã đi công tác. Họ tống cô lên chiếc xe cũ nát, như tống một món hàng tồn lâu năm không ai nhìn đến. Thảm quá. Còn đâu là cô gái vàng, hàng đêm các chàng nhấp nhỏm. Sally chính thức gia nhập vào hiệp hội vô gia cư của thành phố. Thôi đành sống tạm qua ngày trên xe. Đã đen mà nó còn đuổi. Trong một đợt truy quét của cảnh sát, cô nàng bị bắt. Khi anh cảnh sát yêu cầu cô em tóc vàng thổi vào nó, cô nàng quỳ xuống thổi kèn. Trời ạ, người ta yêu cầu thổi nồng độ cồn đó má ơi. Ông trời ổng bất công, ổng cho em bom to mà ổng làm em thiếu não. Thế là nàng bị tống giam về tội danh quấy rối người thi hành công vụ. Sau một đêm bị giam, cô nàng được thả. Không biết đi đâu, cô ấy lạc bước vào một ký túc xá dành cho nữ sinh. Đó là căn nhà của hội nữ sinh Philotamu. Những người quản lý không đồng ý vì nàng không phải học sinh của trường. Trước khi rời đi, họ đã mách nước cho nàng qua ký túc xá Zeta, một nơi đang cần người quản lý mới. Khi đến Zeta, Sally được biết nơi này sắp bị đóng cửa vì không đủ số thành viên tham gia. Một nơi cũ kỹ với những cô gái nhàm chán. Nàng biết phải làm gì để thay đổi nơi này. Gì chứ thu hút sự quan tâm của mọi người, và tổ chức tiệc tùng đối với nàng dễ như ăn cám. Chỉ cần vài động tác hình thể, Sally đã chứng minh được năng lực bản thân. Các cô gái quyết định thuê tóc vàng làm quản lý cho hội nữ sinh Zeta. Sau khi làm quen với mọi người, nàng đề ra kế hoạch làm mới nơi này. Đầu tiên họ sẽ tổ chức một buổi rửa xe để kiếm tiền trang trải chi phí. Sự nóng bỏng và khả năng cà cọ siêu bựa của nàng đã thu hút được một lượng khách hàng không nhỏ. Bắt chước Sally nhưng có vẻ các cô học trò không chuyên thực hành sai cách. Khi đang rửa xe, tóc vàng nhìn thấy Oliver, chàng trai đang dán áp phích quảng cáo cho một viện dưỡng lão. Xúc động vì tình cảm anh chàng dành cho những người già yếu không nơi nương tựa, cô ấy ôm chàng thổn thức. Nàng vui mừng khi anh muốn mời cô tham gia các hoạt động công ích ở viện dưỡng lão anh làm. Để giúp các cô gái mạnh dạn hơn trong việc thu hút các chàng trai, Sally đưa các cô bé đến câu lạc bộ đêm. Một anh chàng lại gần cô bé xỏ khuyên tomboy, nàng cắn anh ta khi anh chế giễu chiếc khuyên của cô. Một cô gái khác của Zeta, trông cứ như đàn ông chuyển giới bị xua đuổi vì cố ve vảng một anh chàng khác. Dù hát không hay, nhưng các cô nàng vẫn can đảm thể hiện. Họ không hề biết mình đang bị chơi khăm vì có kẻ đã thay đổi lời bài hát, và họ trở thành trò cười cho cả hộp đêm. Mọi người đều rất thất vọng và nghĩ rằng họ chỉ là những cô nàng xấu xí, chán nắt và tồi tệ. Hãy tự tin lên nào các cô gái. Không có người phụ nữ nào xấu. Tôi sẽ biến các bạn thành những cô nàng nóng bỏng nhất khuôn viên trường. Theo sự hướng dẫn của Sally, các cô gái đầu tiên nâng cấp hình ảnh của căn nhà, sau đó học cách nâng bom cho chính mình. Bao nhiêu kinh nghiệm của trai tích góp trong nhiều năm, nàng thỏ đã chuyển lại hết cho đám học sinh của mình. Được nàng truyền cảm hứng, cô gái bị tật cột sống phải thường xuyên mặc áo nẹp lưng, đã mạnh dạn đuổi theo người cô yêu, và tự giải phóng bản thân khỏi chiếc áo phiền phức, mà không gặp sự cố đáng tiếc nào. Từ những cô gái nhàm chán, họ trở thành những cô nàng hấp dẫn nhất trường. Sally quyết định cho các cô gái tạo dáng, và chụp một bộ ảnh lịch để kiếm tiền quyên góp cho viện dưỡng lão. Vài ngày sau, Sally cùng các cô gái Zeta đến gặp Oliver để quyên góp và làm tình nguyện viên tại viện dưỡng lão. Oliver ngỏ ý muốn hẹn hò cùng nàng. Tại dinh thự của những chú thỏ, ông trùm quay về và nhận ra sự biến mất của Sally, cô thỏ mà ông yêu quý. Ông đâu biết rằng, người giúp việc của mình đã thông đồng với một nàng thỏ khác mạo danh ông, đuổi Sally ra ngoài. Từ khi thay đổi diện mạo, các cô gái của Zeta đắt duyên hơn xưa, trai theo tùm lum, đuổi hoài không hết. Lúc này, Sally phát hiện ra một cô gái của hội vẫn còn trinh trắng. Nàng quyết định tổ chức một bữa tiệc theo phong cách thổ dân da đỏ độc đáo. Hội Zeta đã trở nên nổi tiếng từ đó. Sau bao ngày thả thính, Sally đã có buổi hẹn đầu tiên với Oliver. Để tạo ấn tượng,
Cô nàng đứng trên hố ga tạo dáng theo tư thế huyền thoại của Marilyn Monroe. Vì quá vội vàng, nàng để quên óc ở nhà, vì thế cô ấy đứng nhầm vào hố hơi nước nóng. Hấp dẫn đâu không thấy, chỉ thấy cô nàng hâm hấp khùng điên. Càng nói chuyện, Oliver càng nhận ra cả hai không hợp. Thế là cuộc hẹn thất bại thảm hại. Nghe nàng tâm sự về chuyện tình yêu, tình báo, các cô gái Zeta cho rằng có thể anh ấy cần một cô gái thông minh. Họ quyết định trang bị thêm kiến thức cho nàng. May mắn thay, anh ấy đồng ý hẹn hò lần hai với cô. Dù đã ăn vận như một sinh viên ham học, nhưng người phục vụ ở đó vẫn nhận ra cô ấy là một trong những cô gái đến từ tạp chí dành cho đàn ông. Bối rối, cô nàng vấp ngã và ra về với bộ dạng không thể tệ hơn. Từ ngày Sally biến mất, ông trùm không buồn ăn uống, suốt ngày mong nhớ cô thỏ bé bỏng. Không đành lòng nhìn ông chủ muộn phiền thêm nữa, anh nhân viên đành nói ra sự thật. Ông gọi cho Sally nói rằng ông nhớ nàng và muốn nàng quay về chung sống tại căn nhà thỏ. Nhưng nàng từ chối vì nàng muốn ở cạnh để giúp đỡ các cô gái Zeta giữ lại căn nhà của mình. Hội Zeta đã nổi tiếng và có rất nhiều cô gái muốn gia nhập. Từ đây, mọi người bắt đầu thay đổi. Họ dần đánh mất bản thân và lựa chọn thành viên dựa vào vẻ bề ngoài thay vì là chính con người của họ. Các cô gái tranh cãi rồi quay sang đổ lỗi cho Sally vì sự xuất hiện của cô ấy. Lúc này, tóc vàng nhận ra mình không còn được chào đón tại đây. Nghĩ rằng mọi người sẽ ổn và có lẽ họ không cần cô nữa, tóc vàng lặng lẽ quay về dinh thự thỏ. Các cô gái Zeta đã quyết định quay trở lại là chính mình. Họ đã nhận được rất nhiều thư xin gia nhập hội. Thế nhưng, những cô gái hội Philotamu đã đánh cắp các bức thư trả lời của Zeta. Vì thế, những người xin gia nhập không nhận được thư chấp thuận, họ đành sang chỗ của Philotamu. Sau khi quay về làm một cô thỏ nóng bỏng, Sally nhận ra mình không muốn cuộc sống thế này. Cô ấy bỏ chụp giữa chừng. Vừa lúc đó, các cô gái Zeta đến tìm và nhờ nàng giúp đỡ. Sally cùng các học trò của mình chạy đến cuộc họp, nơi hội đồng nhà trường sẽ kết luận xem ngôi nhà nào sẽ bị đóng cửa. Với quyết tâm, Sally thuyết phục các cô gái có mặt tại đó tham gia vào hội Zeta. Mọi người sẽ là một phần của gia đình Zeta, nơi mọi người được là chính mình. Cô ấy đã thành công. Cuối cùng Zeta cũng đủ số thành viên để được tiếp tục giữ lại. Trong tiệc chúc mừng, Oliver bất ngờ xuất hiện và ngỏ ý muốn bỏ qua quá khứ để làm lại từ đầu với nàng. Nhiều ngày trôi qua, cô thỏ đẹp xinh vẫn giữ liên lạc với Hefner. Cô ấy kể cho ông nghe về ngôi nhà Zeta và cô ấy hạnh phúc như thế nào khi cuối cùng đã tìm được nơi ở của mình. Hà mong là các bạn sẽ thích bộ phim này. Đừng ngần ngại cho Hà một like và đăng ký để ủng cho kênh của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.